Kênh Cần Thơ cái sự kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh. Thì hôm nay trên kênh cũng giới thiệu cho các bạn cái điểm các loại bánh dân gian quý vị, cũng như là nơi thu nhỏ, đó là ngay chỗ đường Võ Văn Kiệt, chỗ nông trại quý vị. Có rất nhiều loại bánh luôn, thường là cuối tuần thứ bảy hoặc là chủ nhật. Ngày thường vẫn có nhưng mà chỉ có điểm tâm thôi, nhưng mà đặc biệt thì ngày cuối tuần là thứ bảy qua chủ nhật thì có các loại bánh dân gian ha, rất nhiều loại luôn. Nhân dịp Cần Thơ cũng gần đến ngày mà tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ gì, thì nơi đây cũng có hàng tuần thứ bảy hoặc chủ nhật cuối tuần có các loại bánh, rất nhiều loại bánh luôn, rất là phong phú. Thì mình sẽ giới thiệu cho quý vị cô chú anh chị ở phương xa ha, có đến du lịch Cần Thơ, mình tìm đến chỗ nông trại xanh, chỗ đường Võ Văn Kiệt quý vị để thưởng thức các loại bánh ha. Đây là ngày thứ bảy cũng khá nhiều khách đến, ngay thời điểm đổ bánh luôn giờ bánh kẹp ha, nghệ nhân luôn, nhiều lô bánh luôn. Tổng cộng nhiêu là lỗ bánh gì chị? Ở đây là 20 lỗ bánh á. Nhưng mà chủ yếu là nước cốt, có nước cốt nhiều. Dùng nước cốt. 20 lỗ bánh. Rồi, đầu tiên là bánh tét Trần ha. Khá nhiều loại của chú anh chị ơi. Loại này thường là dùng bánh dùng nước cốt. Thường là chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có là bánh này hả chị? Thứ bảy chủ nhật mới có nè. Nhiều loại để mình đến mình lựa cô chú vậy. Bò ha, bò. Là nó cốt rồi chú chị. Cốt à, bây giờ lấy cho anh bánh chuối không? Dạ. Bánh chuối. Một dĩa bánh chuối không? Không, chuối đem về 50.000 ha. 50. À. Hay là phân nửa đi. Phân nửa bánh chuối với nửa này nè. Lá. À, bánh lá hai loại, hai thứ 50. Mà bánh chuối nhiều hơn. À, bên chuối 30 đi, bên chuối 30 đi, bên lá 20. Cái này. À, đúng rồi, hai loại. Cũng chung luôn á gì cô? Ta phong bì đó. Phong bì kìa. Từ giờ quay bánh kẹp không mua. Chung mấy cái loại này là chủ yếu là nước cốt. Dạ đúng rồi. Chủ yếu nước cốt. Nước cốt ngon hay không do nước cốt. Đây là những ngày cuối tuần có gì cũng thu khách, thu hút một lượng khách cũng khá nhiều ha, đến để thưởng thức các loại bánh và điểm tâm. Khu vực là chỗ nông trại xanh,
ngay chỗ đường Võ Văn Kiệu cái gì. Mấy phút à? Cái gì? Khoảng mấy phút mới chín. Chắc lắc qua lắc lại chín rồi. Qua lại chín rồi. Phút 1. Lắc qua lắc lại thấy nó chín rồi, nó chín liền liền rồi. Chút nó chín rồi, nó đâu có lâu. Đỡ qua trở lại chín à. Đỡ qua trở lại. Nguyên liệu là bột các bạn. Bột trứng. Bột trứng không cái có gì. Bánh mì tại nhà văn hóa cái gì vậy? Rồi, của em bình thường đó chị ơi. Rồi, ok. Một. 20 luôn. 20 luôn. 20 đủ thứ, 20 không bơ rồi chứ. Rồi, ok. Ngay nhà văn hóa thiếu nhi quá gì? Bánh mì ha. Nhà văn hóa thiếu nhi 17.000, 20.000. Khá là ngon luôn quý vị. Thành phố Cần Thơ. Buổi sáng cũng khá đắt ha. Rồi bánh mì lề đường luôn quý vị ơi, đường Thủ Khoa Quân luôn, cạnh cái bưu điện ha, bên hông luôn, cạnh lề đường. Bánh mì heo quay. Sau đây có cơm lề đường luôn. Dạ, bánh mì heo quay kế bên. Dạ, sáng giờ em thấy. Dạ, nhớ số máy đọc lại đi. Rồi, biết rồi.
Thủ Nghị luôn, Thủ Nghị đường Thủ Khâu Quân. Quý cô chú tìm đến địa chỉ này là mình chỉ cần đánh lên mạng search là Cần Thơ Farm đường Võ Văn Kiệt thì sẽ có địa chỉ ha, cụ thể ha. Chúc quý cô chú đến Cần Thơ có một buổi dùng những cái loại bánh dân gian ha, ngon miệng. Xin một like video để ủng hộ chương trình. Cảm ơn, chúc sức khỏe của chú anh chị đến những cái điểm ăn vặt ở thành phố Cần Thơ mình nhiều loại. Nói chung là sẽ tiếp tục giới thiệu trên kênh của gì, cụ thể đường Võ Văn Kiệt này là đường lên sân bay ha, hơi xa trung tâm xíu gì. Thì quý vị có thời gian rảnh thì đến địa điểm này, Cần Thơ Farm, thành phố Cần Thơ, với nhiều loại món ăn bánh dân gian quý vị. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.